Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thùy Tiên bắt trend nhạc Tết, dân mạng bất ngờ gọi tên Quang Linh Vlog. Dân mạng đã bất ngờ gọi tên Quang Linh Vlog bên dưới video của Thùy Tiên. Mới đây trên trang cá nhân TikTok, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc nàng hậu bắt trend nhạc Tết cực hài hước, kèm theo đó là dòng trạng thái sở thích quá với bà, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, trên nền nhạc của Bích Phương theo người đẹp Sài Thành, lip sync theo lời bài hát và quay cận mặt với biểu cảm không thể hài hơn khi tỏ ra vô cùng hoang mang với việc Tết đến quá nhanh không kịp trở tay. Có thể thấy, Thùy Tiên liên tục thể hiện cảm xúc sợ Tết qua các hành động đáng yêu như cau mày, nhăn mũi khiến cư dân mạng không khỏi tan chảy trước sự dễ thương này. Bên cạnh đó, cây hài Thùy Tiên cũng khiến người hâm mộ được fan cười ngạ ngựa trước khoảnh khắc cô nhép sai lời bài hát. Sau khoảng thời gian đứng hình mất 5 giây, nàng hậu đã nhanh chóng bắt nhịp lại bằng một nụ cười tươi vô cùng rạng rỡ. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng tính cách hài hước của mình, người đẹp 9X khiến người xem không khỏi xao xuyến, càng không nỡ rời khỏi màn hình. Dù đoạn clip chỉ mới được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều netizen đã không tiếc để lại lời khen cho nhan sắc và sự dễ thương của Thùy Tiên. Thấy cưng dữ, u mê bà này quá, xinh quá em ơi, dễ thương quá ạ. Đáng chú ý, bên cạnh những bình luận khen ngợi nhan sắc của Thùy Tiên, một số netizen bất ngờ bị dân mạng gọi tên Quang Linh Vlog. Nhiều người không khỏi tránh được sự tò mò, phải chăng cả hai đã đi đến thời điểm chín muồi và chuẩn bị công khai hái quả ngọt? Thật chất đây chỉ là câu nói trêu đùa của những người yêu mến và muốn đậy thuyền Thùy Tiên Quang Linh mà thôi. Được biết, vừa qua Quang Linh đã đáp chuyến bay về Việt. Được biết vừa qua Quang Linh đã đáp chuyến bay về Nghệ An ăn Tết cùng với gia đình. Vì vậy, việc dân mạng trêu chọc nàng hậu Tết về ra mắt nhà nội Nghệ An vui quá rồi còn gì nữa hoa hậu ơi. Nhắc tên Quang Linh dưới đoạn clip TikTok cũng là điều dễ hiểu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.